Bây giờ là chơi con súng găng, bây giờ con cười lên cho chú coi nè, nó hả cười ra hả cao lắm, con găng cho đẹp. Trời ơi, đứng che lại, đứng che lại. Trời ơi, ông giơ tay chú chụp hình cái. Thiện xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện tại Thiện đang có mặt tại Đồng Tháp thì chia sẻ về cái câu chuyện của anh được cho quý cô chú anh chị được biết nha. Thì bây giờ Thiện ra ngoài chỗ mà nơi an nghỉ cuối cùng của anh được chia sẻ cho quý cô chú anh chị được biết. Thì nơi đây là đất của một người cậu cả nhà. Thì cậu ruột của anh được thì anh được cũng không có đất đai gì hết. Rồi người cậu thấy vậy mới thương tình thì cho một cái mảnh đất nhỏ. Thì bây giờ mấy anh ở đây thì xây cũng từ sáng tới giờ cả nhà. Thì bây giờ chỉ còn một tí nữa là đã hoàn thành là cái ngôi mộ cho anh được. Thì đúng 6 giờ chiều nay thì đưa anh được về nơi an nghỉ cuối cùng nghe cả nhà. Thì Thiện hết quay và cũng như là chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Đó vậy cũng đâu có hiền. Cái mộ cũng vậy. Mà bây giờ nhìn thấy cũng đâu có hiền hả? Bà con, còn đang rồi sống không? Con em hả? Ừ. Ơi, con em nó đi Đà Nẵng rồi. Đi cái này là xây từ sáng tới giờ nha cả nhà. Tháng thì mới về. Nói chung là xây từ sáng tới giờ tiến độ gì cũng nhanh lắm á. À, 3 4 người thôi. Thợ đông á. Rồi nó nghe cậu hai nó vậy mấy ngày nay cũng khóc chú mùa đó nha. Nó cũng nó kèm mặt đất luôn. Trên luôn. Cái này rồi mình ở trong mình có trắng gạch không chú? Đi về xin. Không không. Không vậy là bắt đầu khèo đổ vô đó. Vậy là mình ngào mình đổ vô luôn. Rồi. Con tưởng cũng như là mình ấy trắng gạch đó cho gạch bông rồi xong cái mình bỏ vô cái mình đưa cái bùn vô cái xong mình lắp lại. Không có cái này để cái hàng vô rồi bắt đầu cái đổ. Cái đó mình đổ rồi đổ gối luôn. Cái đó là chắc luôn á. Chắc luôn. Đó là vĩnh viễn luôn. Từ 20 luôn ha. 20 nó mới ấy, nó mới chắc. Xong bây giờ nè. Ý là xong mấy công á. Vậy đó. Rồi là hôm rồi nó là xong rồi đó. Hạ xuống nữa là trộn bê tông đổ vô đó. Quan trọng là ở trong thôi, ở ngoài thì mình làm từ từ cũng được. Ngoài này nữa tô với ngập có cái giá ngập. Thì đó. Này là đất nhà hả hay sao? Đất của ông cậu. Dạ. Cũng cậu ha. Ừ, đi, muốn đi vô làm gì? Tiếp việc nhà. Ở đâu? Chợ hả? Mình em làm hồi sáng tới giờ nè. Anh đang cắt sắt nè. Con gái đang lau mồ hả? Mồ này của ai con biết không? Mẹ của Út Chi á. Mẹ của Út Chi đó hả? Như là mẹ Út Chi nằm đây đó hả? Rồi mẹ Út Chi sao mất? Giận chết. Bệnh hả? Rồi bệnh bao lâu? Con không biết. Không biết hả? Rồi Út Chi nay nhiêu tuổi rồi? Con không biết điện con. Ý chú hỏi con nay nhiêu tuổi? Con tuổi con ngựa 20 à. Con tuổi con ngựa 20 hả? Mấy? 20 còn trẻ quá vậy? Chưa gãy luôn trời. Chưa gãy luôn. Ồ, là con thường ra đây không? Có, khi con vô đi kết nguyện. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Năm mấy. Như vậy? Tuổi ngựa 20 mấy à. Tuổi ngựa 20 mấy hả? Rồi ở nhà đẳng là ở nhà với ai? Nhà con hả? Ở chung mẹ cha mẹ con. Chung mẹ cha ha. Dạ con đứa thi con đi rửa đồ ngoái. Rồi rồi đây về đẳng rồi xa vậy đó rồi biết đường về không? Biết, chở xe về kìa. Vậy đó ha, có gian xe về hả? Có xe nãy cái xe của phụ của con. Rồi cái người mất là có bà con với con không? Không, bạn bè hả? Bạn bè con? Thiệt không à? Bạn bè chơi cái ăn á. Vô đây con ngồi đây nói chuyện. Ngồi chỗ này nói chuyện tí đi. Thì là bạn bè hả? Là cái người mất đó kìa là bạn bè với con hả? Không, có bà con. Còn có bà con ha? Được, có bà con. Con kêu bằng gì? Chú. Chú ha. Là con năm nay là tuổi con ngựa là con ngựa nhiêu ta? 22 vậy. Con sinh 2022 hả? 22 năm nay con mới có 18 tuổi à? Chưa vậy. Chưa vậy hả? Rồi nhà con đông không? Có mấy thằng à, có hai
hai đứa ha. Rồi trai con làm nghề gì? Trai con đi rừng ngủ, trai ngủ á, chơi bia á. À. Cha con ăn nó ngủ chứ cho tiền không? Không có cho tiền con hả? Không, con rớt con đi hẳn đứng tiền cho em con. Con mần cái công việc gì? Giữa lờ, của ha, của chén. Ngày vô trong đây đứng cho nó mát nè, đứng đâu nắng. Chùi, chùi, chùi này à. Vậy ta không sợ sao mà chùi? Không. Không sợ hả? Không. Rồi, có gì kìa? Đi rồi hả? Sao mình con gái mà ai làm gì găng mình rụng như vậy? Ăn kẹo hả? Rồi sao không mà lúc đó ăn kẹo mà không chịu chảy găng đồ để rụng hết? Vậy là xấu rồi đó. Vậy đó hả? Rồi cho ai cho tiền trồng găng? Ba cho hả? Ừ. Rồi đi mình không có nón khăn chứ vậy? Không. Trời ơi, con gái mà đi không nón khăn rồi đen làm sao? Rồi đen rồi làm sao có ghê. Xong đào xuống. Đào ra xuống để lấy một tấm. Này là máy đồng hồ. Vậy thôi giờ thì cũng xin kết thúc video ở đây nha. Năng lượng, năng lượng gì đó. Trời ra. Nói chung là anh được là ở bên phần đất này, bên phần đất của cậu cả nhà. Đứng ngồi nói chuyện cô hoàn cảnh sao con sao? Chút xíu chú ghé nhà con được không? Dạ, mẹ, cô, chỗ hả? Mẹ, con đi xe đạp hả? Chở chú được không? Không. Chứ làm sao? Nhận. Rồi sao chú lỗi theo kịp? Chở chú. Mẹ con đâu? Ừ? Mẹ con đâu? Mẹ con đi giữa đồ ngoài. Nghe nè, chừng nào vậy? Dạ. Nghe nè. Nghe gì vậy? Nghe nè. Em tên gì? Em tên Mỹ Duyên. Cái gì? Mỹ Duyên. Mỹ Duyên. Mỹ Duyên. Hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi? Tuổi còn mấy? Ủa, tuổi còn ngồi hai mấy. Vô trong mát đi. Vô mát đi. Tí chuyện này là vô mát cho đó kìa. Chạy xe đạp dữ dằn vậy. Ừ. Nhà làm cái gì? Ở nhà con hả? Ừ. Đi đứa đồ. Rồi lại mát mát đứng nữa con. Rồi chá con. À, nắng lắm. Có siêu xe chạy ok luôn ha. Mỹ Duyên tên đẹp mà. Mỹ Duyên gì? Mỹ Duyên tên đẹp mà. À. Rồi thì sao con đi nắng mà con không đội nón mà tóc con nó bị cháy hết nè. Con nhuộm đó ba. Con nhuộm hả? Phải nhuộm không à? Phải không? Hay là đi nắng nhiều quá nó cháy. Cười tươi ra. Sao vậy? Cười gà cái nhân. Có duyên chết mà không chịu cười. Không bao giờ biết không? Con cứ cười đi rồi sau nãy tỷ giờ chú quay lên có ai thương con ấy thì người ta ủng hộ, người ta trồng găng, mình đẹp, mình là con phụ nữ mà, gái mà ha. Cho rồi. Cho chưa? Cho chị Trúc Y á. Có cho rồi chưa vợ chứ còn ngại cà. Như em là bé nãy nói nhiêu tuổi? Không mấy, của ngựa hai mấy à? Hai mấy? Hai tuổi. Dạ. Có người yêu chưa? Có rồi. Có rồi luôn. Người yêu con cứ chạy hèn đi hả? Vậy hả? Gì dữ dằn ta? Người yêu dữ dằn ha. Dạ. Vậy hả? Ồ. Thôi đừng khum xuống ngồi đó. Ngồi đang đó đẹp mà xuống xuống. Rồi hàng ngày đó cho chú hỏi nè, hàng ngày là mẹ con không cho tiền nè, cha con không cho tiền nè, để con làm công việc gì để con đi rửa đồ cho con cá. Mình đi rửa đồ hả? Rửa gì? Có thì rửa hao chùi cũng hết cho con cá.
chân mấy có gì ba chân rửa thao rửa chén rồi rửa nồi làm được chục triệu không? Không, hơn chút hả? Hơn chút nữa hả? Chục triệu mà hơn luôn. Bà cát lì xì riêng nữa. Ồ, lì xì riêng nữa. À, Tết là lì xì 100 ngàn ha. Bình thường là bán chục triệu mà hơn nữa. Sao ở ở đây nói chung mà làm có giá như vậy à, cho biết ai chỉ cho chú làm mới coi. Có ai đâu chỉ. Một ngày 300 ngàn. Có tháng có 9 triệu à. Người ngửa rồi, người chửi quá trời chửi luôn. Ai chửi? Ta chửi luôn. Sao chửi? Ai biết mình biến. Có bể đồ không? Có. Khỏe rồi. Giờ hỏi nè, anh hỏi nè. À, ví dụ nha, mình rửa 10 cái chén rồi tới mình đem úp mà còn mấy cái? Có ba cái. Cái à? Rồi. Ba cái. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà tao trả tháng trên 10 triệu cũng giỏi chắc là thương ha. Rồi người yêu làm cái gì? Người yêu hả? Ừ. Người chạy hàng đúng không? Chạy hàng hả? Chạy hàng gì? Chạy hàng Bái Cường. À chạy hàng chở hàng người ta ha. Ờ, hàng ngắn ma. Tên gì người yêu tên gì? Quy. Quy ha, người yêu tên Quy ha. Dạ nó đỏ em rồi, nó có gậy mới à. Có gậy mới hả? Trời ơi, kỳ vậy. Em không biết sao. Người sao bỏ? Hay là yêu mà nó chơi con súng găng nó rất yêu vậy. Đó, à, thì bởi vậy. Bây giờ là chơi con súng găng, bây giờ con cười lên cho chú coi nè nó. Hả ghê, hả cao lắm, súng găng cái đẹp. Ôi trời. Đứng chơi lại. Trời ơi. Ông giơ tay chú chụp hình coi. Con ở nhà với ai? Nhà con ở Trung An con. Ông là có ba mẹ làm gì nè? Cha mẹ con đi làm cải, chân gồ cho cải cho con. À, rồi có ai khác nữa không? Có em của em này đi mai dài công ty á, nghỉ em. Tháng mấy chục triệu á. Trời, tháng mấy chục triệu luôn. Ờ, trước sinh nhật con, cho tiền sinh nhật con. Rồi mấy chục triệu làm sao mà mình không xin tiền của chị mình mua chiếc xe bự á, xe tại quay xe này cũ, tại người ta cha con mua rồi cho con ca. Chứ mình chạy chiếc xe này ra ngoài người ta nói, ô, nhỏ này chạy chiếc xe cool. Không mốt mua xe hơi chạy. Mua xe hơi má. Sao vậy? Không được, mua xe máy cũng được. Con biết chạy rồi, người chạy. Sao cái yên bị gì vậy? Có yên á. Đầu xuống gỡ ra coi. Hả? Trời ơi. Bây giờ. Cái nào nắng. Rồi nãy chú nghe là con nói là con có giọng ca rất là hay. Con có ca đâu. Nãy chú nghe mà. Con có ca đâu. Rồi thôi giấu nghề rồi hát một bài coi. Thôi ca ghê lắm chú ơi. Kệ nó. Nói chung á. Nói chung á là con ca thì con nói là không hay. Ca ghê đó. Nhưng mà con ca là khán giả người ta nghe người ta nói thật ca rất là hay. Chú nói thiệt. Thôi. Tại vì cái giọng nói của con là hay rồi mà con ca càng hay hơn. Tại vì mình ca không ai bao giờ mà nói là ở đây hát đâu ai có mình chú với chú Thiện nghe. Không có ca đâu. Hát bài nghe coi. Ôi. Đâu ca là thứ con bài. Con cái ghê lắm. Ghê là sao? Ôi. Cái dụ cái cây cái gì ghê xấu hay ghê tự nhiên giọng hát là sao ghê. Ôi. Hả? Đâu con ca thử bản này. Đừng không xuống. Coi chú nghe nó như thế nào. Ô ngại. Đâu gì đâu ngại. Nãy còn nói con cũng ca cũng con được mà. Con ca trời. Đâu con ca thử bản chú nghe coi. Đọc thơ đi. Không đọc thơ được cái biết đâu. Đọc văn. Văn không biết luôn. Đó là học tới lớp mấy? Lớp Hằng Ngọc. Hả? Lớp Ngọc nghỉ rồi. Lớp 11 hả? Rồi sao không học lớp 12? Mẹ đi nhận con chấm gì bà chửi. À, ai điện chưa? Hả? Dạ. Rồi đi học rồi trốn học gì? Dạ. Trốn học luôn. Ở nay không đi làm hả? Có đi chiều ăn. Chiều với mần hả? Dạ chưa. Rồi sáng giờ đi đâu? Sáng ở chỗ của ma. Làm gì cháu? Rửa chén cho con. À cửa đâu hết ha. Rồi người ta có trả tiền không? Không. Vậy đó hả? Vô mình vô mình rửa mình phụ thôi ha. Dạ bằng họ con mà. Ờ dòng họ ha. Mình thấy hoàn cảnh khó khăn quá mình vô mình giúp ha. Nhưng mà một hồi xong xuôi mình vô mình rửa tiếp. Ồ tội nghiệp cái ghê không đi chiếc xe nọ chỗ chiếc xe này. Biết múa không? Không. Trời ơi, gì cũng không biết hết chứ. Hả? Nhà con gần đây không? Nhà con tới chỗ rồi tới nhà cô Vui á. Cô Vui đó ha. Cô Vui chú quay nhà con rồi chú mới chạy. Vậy đó hả? Quay chỗ nào? Nhà con á. Nhà chỗ nào? Ở 6 Phú Điền. Ở 6 Phú Điền hả? Tới rồi tới nhà quận 2 cục. Vậy đó ha. Quận 2 cục ngoài chú của con. Vậy đó ha. Ở đây biết một tí không? Tí biết. Biết một tí không? Biết. Nó giờ nó có qua bến đò chơi không? Có thì ai chắc nó qua coi. Mà có cái hàng của nó chuyện tới ly đúng không? À. Thằng nó đẹp trai không? Mà đẹp trai thiệt mà cái ghê ơi. Cái ghê hả? Ghê ta hàng đó là biệt danh là tí súng á.
Nó còn súng răng nữa. Ừ. Nó gặp con, nó cười con hoài rồi. Hả? Nó cười con hoài à. Nó cười con, nó cười con súng răng hả? À. Rồi con nó cười lại nó súng răng không? Không. Trời ơi, tí súng mà con khen nó đẹp trai đó hả? Ừ. Tại chú nói nha, con có nói đâu. Không ấy thì thấy làm người yêu nó đi. Thôi. Sao vậy? Ừ. Hai đứa súng răng là ọc lắm. Thôi. Hả? Thôi. Sao vậy? Cái ghệ rồi kêu thằng Mai. Ai? Tí súng cái ghệ hả? Con có ghệ rồi. Sao nói này ghệ bỏ rồi? Yêu thằng chạy hàng nghỉ hen rồi. Trời ơi, là bây giờ bỏ thằng chạy hàng. Thằng thì... thằng Quy thì nó rõ ăn rồi. Ờ rồi em. Bây giờ đang yêu thằng nào? Thằng khác nữa. Thằng khác thằng nào? Tên gì? Ở nhà ngoại á. Tên gì? Không biết. Cái nhà cái. Không biết mà yêu. Có nắm tay chưa? Không. Lớn tuổi chưa? Hơi gượng. Này đẹp trai. Đẹp trai. Vậy là đang yêu thầm phải không? Đây cũng như là mình nhìn trộm yêu thầm hả? Thôi. Chết rồi. À, vậy bây giờ nhớ tên thằng đó tên gì đi rồi cái mình quay lên đó, thằng đó thấy cái nó qua nó cầu hôn liền. Ơi. Linh nè, chạy vô. Đi. Đi. Ủa chú đi đâu? Về. Chú đi về, chú quay con. Ừ. Chết thôi rồi chú mà. Trời ơi. Thôi chiều qua nhà tí súng nha. Được. Ừ. Ở nhà. Về. Biết, ở bên qua cầu á. Sao kêu đây, sao về đó đó. Quá kêu rồi.